bạn chụp đẹp xuống này đó khi tôi lọt một bên chụp với nhóm IQ Gaming đầu tiên là cái đồng video mới nè nhóm nâng và hai nhà đó khi bị block nâng item đã nâng cái đồng ạ để thamay tầm nâng ạ để thamay nế lực lên tại mọp tế ai ta chỉ phục phép item đã trở update nâng cái đồng version 1.4 nếu nhóm cho một bài hành tầm ok nâng ạ khi mơ về tới nếu khi chưa được bỏ tặng ở để trở ban áp đặt được nông nỉ ở được nông vừa dần mới chơi tập bốn này đây mình rồi tặng fan sân tế fan sân mà chuyển nữa toàn ban châu tế được nông block khá ở toàn miền fan sân loại gì ok block này cứ cap fire này là chấm bốn này video bao nhiêu chấm bốn này để thọp châu mới sải bọt bao nhiêu cứ thọp đằng ấy thọp khơi block tặng ở đằng ấy cứ block tặng ở đằng khi nhóm bạn bật về đã bên tè ấy đã cho nông tè cái nông sải vào nhom ấy đời xa anh ấy nhom còn ba hai nhà đó kia tặng hai hai chia video cái nhom đang ba hai ta kia bị mọp thay mấy ba này tha sạch thay mấy rồi có video thay mấy rồi có ai thay mấy nắng ỏi hao gì bây giờ nhà đó kia đang tha cái nông version mua chơi tập bốn ấy miễn là vậy là thay mấy ok ok này cái gì block thay mấy tầng nhôm nó phải hai nhà đó cái bị tách chờ bảo vệ môi tầng anh ấy miền hục phù nhục thân nuôi nè lơ nâng anh ấy toàn tranh và hộp hồi nhục thu nâng block nâng toàn miền phang sân tệ đang tham về mẹ thôi ấy thế tại khơi nhà block xem cứ miền phang sân chẳng ai khả này cứ smoke hai nâng smoker hai nâng black vernon trong gọi kề tạm đó ok video này cứ clay thế này là cái này chấm bút block thế mấy tiếng ơ nó không vừa dần một chơi tập 4 nhóm bàn và 2 nhạc nó có nên rủi rò lấy ok ok anh chẳng đôi nhạc nó có nên bàn đang chẳng block thế mấy tiếng ơ đi cơm ta nhạc nó có nên pin chất video mới đi hơi complete chui cho like cho subscribe cho xin nhạc đăng phóng ok goodbye nè đó, khi chụp nè trong video của rồi. See you next time. Good luck. Bye bye.